Cuống đi nào. Sợ không? Sao? Đụng mạnh lắm bố ạ. Máu khắp nơi. Mà con thấy là con không đi nhanh một tí nào luôn. Tại Trang luôn nữa xe. Con chỉ quay lại xem chị như thế nào thôi. Chúc mọi thứ diễn ra quá nhanh bố ạ. Nạn nhân thế nào? Cái Trang vẫn ở ngoài xe à? Xe đâu? Thằng Đức nhà chú, nó lái xe gây tai nạn. Nạn nhân có thể chết rồi. Chú muốn cháu đứng ra nhận thay cho nó, được không? Cháu như thế có nghĩa là cháu sẽ phải... Đúng. Cháu là người gây ra vụ tai nạn đó. Tất nhiên cháu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Giả sử không bị án tù, chú sẽ gửi cho cháu 250 triệu. Nếu hưởng án treo, chú sẽ trả cho cháu 500 triệu một năm. Trường hợp xấu nhất, cháu bị tù giam, chú sẽ gửi cháu 1 tỷ một năm. Nên nhớ, 1 tỷ một năm. Tất cả các khoản chi phí khác như đền bù, thuê luật sư, chạy cho cháu được tại ngoại, chú sẽ lo hết. Sao? Có được không? Trước khi chú gọi điện cho cháu, cháu có uống mấy lon bia. Cháu sợ bây giờ mà ra trình diện thì... Đừng lo, chú tính cả rồi. Để chú gọi thằng Đức xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện, để chúng ta cung cấp lời khai, làm sao tránh sơ suất và thật kín kẽ. Chú chuẩn bị 10 ngàn, cháu cứ cầm đi, chú lại đưa tiếp. Đức ơi. Đức. Con ơi. Xuống đây. Cảm thấy như hè lắm. Con đi đầu thú ơi. Im bộ. Tao cấm mày qua suy nghĩ như vậy. Thu xếp đồ đạc, lên ngay Hà Nội trong đêm nay. Tại sao phải thế hả bố? Bố không muốn sáng ngày mai con Trang nó thức dậy, nó biết chuyện rồi u biết cả nhà lên. Cái gì cũng có giá của nó. Thằng Hảo nó nhận tội thay con, bố không để nó thiệt đâu. Mai kia con là chủ công ty, con sẽ hiểu giá trị của đồng tiền. Nó giúp ta sai khiến người khác, thậm chí mua cả sinh mạng của họ. Vậy thì tại sao ta không sử dụng nó để mang lại sự thanh thản cho mình? Đi ngay trong đêm này,